Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hoa và ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Vào tối ngày hôm qua 15 tháng 3, nhiều blogger thạo tin trong giới chia sẻ thông tin sẽ có một sao nam sở hữu 30 triệu fan sẽ bị tung bằng chứng hẹn hò. Trong khi netizen dò đoán có phải là Đặng Luân, Vương Nhất Bác hay Thái Tử Khôn hay không, thì vào sáng ngày hôm nay paparazzi xứ Trung đã tung clip hẹn hò của một sao nam ít ai ngờ tới nhất, đó chính là Lý Dịch Phong. Và điều đáng nói thì thông tin mà paparazzi xứ Trung cung cấp gây sốc cho người hâm mộ. Cặp đôi bị bắt gặp cùng nhau vào khách sạn tới tận 4 giờ sáng mới lần lượt rời khỏi đây. Nữ chính trong scandal hẹn hò này chính là Phương Anna, nữ diễn viên từng đóng vai cung nữ trong Diên Hy Công Lược. Ngoài việc cùng nhau tới khách sạn, Phương Anna cũng bị bắt gặp một mình tới khu nhà của Lý Dịch Phong và ở tại đây 4 tiếng đồng hồ, chứng minh mối quan hệ hoàn toàn không hề đơn giản. Netizen xứ Trung sốt sình sịch trước tin đồn này, vốn là một người kín tiếng trong chuyện tình cảm, đã nhiều năm trở lại đây Lý Dịch Phong chưa từng lộ chuyện hẹn hò. Về Phương Anna, mỹ nhân Diên Hy Công Lược sinh năm 1988, từng hợp tác với Lý Dịch Phong trong phim Tình Yêu Chân Thực. Chính vì vậy, CNET đều cho rằng cặp đôi là đồng nghiệp, sau này tiến tới chuyện tình cảm. Trước chuyện này thì phía văn phòng làm việc của Lý Dịch Phong lên tiếng, không có điều gì là không tiện nói cả, săn ảnh và truyền thông đều thuê dệt vô căn cứ, nói nhăng nói cuội, cả làng giải trí đều biết hai người họ là bạn tốt, nếu như giữa bạn bè với nhau mà còn cần tạo tin đồn thì cái giá bỏ ra cho việc tạo tin đồn có phải quá đắt rồi không? Phương Anna là nữ diễn viên tuyến dưới, cô cùng Lý Dịch Phong đã từng đóng cặp trong một bộ phim do Trịnh Sảng và Lee Dahee đóng chính. Bên cạnh đó thì Phương Anna còn được biết đến là một trong những người bạn thân của Dương Mịch. Trước đó thì showbiz Hoa ngữ cũng đã có hai tin đồn cực hot được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Theo trang Sina thì một vài blogger bất ngờ đưa tin Đàm Tùng Vận đã bí mật kết hôn và nay đã ly dị. Thông tin trên khiến rất nhiều fan sốc nặng bởi từ trước đến nay, mỹ nhân điều tuyệt vời nhất của chúng ta vốn là người kín tiếng trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên thì ngay sau khi có tin đồn gây hoang mang dư luận thì Đàm Tùng Vận đã có phản hồi cực gắt trên Weibo như sau. Nhà tiên tri ư, cái gì mà vừa kết hôn đã lại ly hôn rồi, lại còn hòa giải đôi bên. Chỉ có La Thập Nhất Nương, ý chỉ tên nhân vật trong phim đang lên sóng của Đàm Tùng Vận là đã kết hôn thôi, còn Đàm Tùng Vận thì không phải nha. Bài đăng kịp thời của nữ diễn viên nhận được lượng like khủng từ phía netizen, đồng thời lấy hashtag Đàm Tùng Vận phủ nhận chuyện đã kết hôn và ly hôn lên vị trí số 1 top tìm kiếm trên Weibo. Tuy nhiên thì tin đồn này vừa đi qua, một bài đăng gây sốc không kém nữa lại xuất hiện. Trương Vũ Kiếm, Thánh Lầy nổi đình nổi đám với bộ phim Anh Chỉ Thích Em tối ngày hôm qua đã đăng một bài viết với nội dung thừa nhận chuyện kết hôn và sinh con. Bài đăng của mỹ nam này có viết: "Chúng tôi yêu nhau và kết hôn một cách bình thường, hiện đã có một đứa con vô cùng đáng yêu, thủ tục pháp lý cũng hoàn toàn đầy đủ. Các người có mắng tôi cũng không quan tâm bởi tôi không biết các người là ai, tôi cũng không có trách nhiệm phải nói chuyện riêng tư của mình cho bất cứ ai cả. Tôi chỉ muốn dành cho con một khoảng không gian để bé được phát triển một cách bình thường. Các người thực sự không nên chụp ảnh con gái tôi lẫn tiết lộ tên của con bé. Lần này người làm bố làm mẹ như chúng tôi đã phạm phải sai lầm khi không bảo vệ được con. Mẹ của con bé đến tận bây giờ vẫn tự trách mình và vô cùng buồn bã, sẽ không bao giờ có lần sau đâu." Sự việc này bắt nguồn từ việc sáng ngày hôm qua, truyền thông rầm rộ chia sẻ hình ảnh Ngô Thiến, bạn gái tin đồn của Trương Vũ Kiếm bế một đứa bé được cho là con của hai người cùng nhau đi dạo. Ngoài ra, tên của bé cũng đã được tiết lộ là Trương Ngôn Nhất. Hàng ngàn bình luận tràn vào Weibo của nam diễn viên họ Trương mắng chửi anh thậm tệ, cho rằng Trương Vũ Kiếm là người đàn ông bội bạc, không dám thừa nhận tình cảm, không cho nữ diễn viên bên nhau trọn đời một danh phận đàng hoàng. Có lẽ vì không chịu nổi áp lực dư luận, Trương Vũ Kiếm đã phải lên tiếng. Vậy nhưng một bộ phận netizen phản pháo gay gắt khi chỉ ra nam diễn viên họ Trương nhất quyết không nói tên Ngô Thiến trong bài đăng thừa nhận có con của anh. Chúng mình là Top Sao Hoa và cảm ơn bạn đã theo dõi video này và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.